những cặp đôi yêu nhau, về lâu về dài làm sao tránh khỏi những mâu thuẫn, tranh cãi. Thế nhưng, nếu phía con gái không đủ bao dung hoặc phía chàng trai quá thích so đo, tính toán, mối quan hệ của cả hai nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến đổ vỡ. Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại câu chuyện về một cặp đôi thiếu sự thấu hiểu đến mức phải chia tay như thế. Theo đó, nam chính vì quá bức xúc với việc bạn gái suốt ngày ghen tuông nên tặng cô một thùng quà đặc biệt trong ngày sinh nhật. Món quà đó chính là 10 thùng giấm to đùng. À, phải giải thích thêm một chút, trong tiếng Trung, ăn giấm có nghĩa là ghen tuông. Đính kèm món quà, chàng trai đã viết thêm, em thích ăn giấm ghen tuông, như thế thì anh tặng cho em cả thùng giấm luôn này. Món quà chàng trai gửi tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật cô là 10 thùng giấm to đùng, án chi việc cô hay ghen tuông. Ngạc nhiên vì bản thân không hề thích ăn giấm theo nghĩa đen, cô nhắn tin hỏi bạn trai. Cô cảm thấy vô cùng bực bội vì vất vả gầy lệ bê món quà lên tận mấy tầng nhà, nhưng mở ra lại chỉ thấy giấm với giấm. Chẳng ngờ, bạn trai cô ngay lập tức gửi cho cô một tập tin, mở ra thì thấy đó là một văn bản, ghi chép đầy đủ những lần ghen tuông của cô. Văn bản thống kê những lần ghen tuông của bạn gái được chàng trai ghi chép lại cẩn thận. Trong văn bản được ghi từ ngày 3 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019, chàng trai đã ghi chi tiết ngày tháng, lý do, số thời gian ghen tuông của bạn gái. Tổng kết lại, trong vòng 9 tháng yêu nhau, bạn gái ghen tuông 23 lần, trong đó có lần ghen tuông dài nhất là 11 ngày, ngắn nhất là nửa ngày, tổng thời gian ghen tuông trong 9 tháng yêu nhau ước chừng khoảng 2 tháng. Các lý do khiến cô nàng ghen cũng đủ thể loại. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, vì anh chơi game với gái nên em dỗi không ăn tối với anh. Ngày 6 tháng 11 năm 2018, vì nhìn thấy anh với một bạn học nữ cùng bước ra khỏi lớp học một lúc. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, vì thấy có con gái ly kê ảnh cao bô của hai đứa anh bốt lên, còn bắt anh phải ân trinh người ta. Ngày 19 tháng 11 năm 2018, đi chơi bóng với mấy thằng bạn, quên lịch hẹn ăn cơm với em. Ngày 27 tháng 11 năm 2018, đi ăn lẩu với bạn cùng phòng nhưng không gọi em đi cùng. Nhận được ghi chép này, cô gái tức giận đáp lại, anh giỏi lắm, coi như anh giỏi, còn cố tình làm thống kê này nữa. Sau đó, cô cũng dứt khoát chia tay bạn trai, đồng thời xóa, chặn mọi liên lạc. Hậu sự việc, cả hai đã nói lời chia tay ngay lập tức. Màn chia tay vùng hàng có 1-2 này sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đa số mọi người đều cho rằng chàng trai trong câu chuyện thực sự quá đáng, quyết định chia tay của cô gái là đúng đắn. Tuy vậy, cũng có người cho rằng yêu đương cần sự tin tưởng, cô gái ghen tuông quá nhiều và toàn vì lý do thiếu chính đáng nên có lẽ vì thế mà chàng trai mệt mỏi vô cùng nên mới làm ra hành động này. Cực phẩm luôn, con trai mà tính toán chi ly thế này bị đá là đúng, có phải tự nhiên con gái nhà người ta ghen đâu, không rút kinh nghiệm còn chơi bạn gái một vố đúng ngày sinh nhật thế này, chịu luôn đấy, phải trải qua mới biết, ghen tuông nhiều mệt mỏi vô cùng, tôi thấy cả hai đều có vấn đề, anh con trai thì quá chi ly, tính toán, chị gái này cũng không vừa, ghen tuông không mệt mỏi, cả hai đều sai thôi, người thì nhỏ mọn, người thì yêu nhưng chẳng chịu tin tưởng người yêu. Cư dân mạng bình luận.